28 tuổi mà tự biết xem tử vi rồi. Vâng, tại dạo này gia đình nhà con thấy lục đục các thứ. Lục đục tại vì mình có số xuất ngoại mình chưa đi nên lục đục cái sao? Vâng. Mà thầy thấy mệnh vũ khúc thiên tướng đóng ở mệnh ông nào bạn nào chẳng không hai đời chồng trở lên. Nhưng mà con đợt trước con cưới con cũng đóng dâu hai lần đấy. Bây giờ thầy có thể cá được. Bây giờ thầy có thể cá với con là sau này con hai đời chồng ấy. Nghĩa là phải lấy một đời chồng nữa. Kể cả thầy có giải được sao cô thần ở mệnh vẫn hai chồng. Vâng. Nhớ nhá. Bây giờ nhớ này. Bây giờ thầy đọc tính cách ông chồng cho mà nghe. Vâng. Chồng mà có sao tham lam hãm địa mà làm công tí ấy là cái ngôi sao ấy chỉ có trực để đào hoa lăng nhăng thôi. Đấy. Anh này đúng thế. Anh này sau này là một người sau này tham vọng rất là lớn. Tham vọng kể cả trong công việc và tham vọng cả trong tình ái. Yeah. Và chỉ cần sánh ra một cái là ngoại tình. Bởi vì tham lam là chúa đào hoa. Và mình đừng quên là mình có phục binh đấu cung phúc đức. Thầy vừa giảng cho một bạn nữ cũng phục binh đấu cung phúc đức ấy. Một cái chị đấy mà chồng cũng bắt đầu ngoại tình. Và hai vợ chồng rất căng thẳng 2 năm nay rồi. Bởi vì sao phục binh đấu cung phúc đức là nó sẽ chiếu thẳng vào cung chồng. Yeah. Cung chồng là tam hợp với cung phúc mà. Còn chưa hết. Mệnh của mình mệnh con có sao cô thần nữa. Mệnh có sao cô thần là đang buồn vì chồng, cảm thấy chồng không chia sẻ được, cảm thấy người chồng này đam mê nhiều thứ vớ vẩn lắm mà không quan tâm đến vợ con, đúng không? Vâng. Nên con đang thấy hôn nhân của con đang rất là trục trặc, cảm thấy rất buồn chán và đang muốn đi xuống nước ngoài. Con đang muốn đi nước ngoài. Ừ. Đang muốn đi Nhật. Chồng con giờ đang, chồng con giờ đang viết đơn ly hôn rồi. Anh đang muốn đại kết luôn á. Đấy chưa? Thầy chưa cá với con vừa xem cái biết hai thêm chồng nữa. Không tránh được đâu. Thế hôm nay vui vẻ về ký đơn đi. Và hôm nay vui vẻ về ký đơn đi không cứu được đâu. Không cứu được đâu ạ. À. Những người nào cung chồng mà những người nào cung chồng mà đẹp thì thầy còn nghĩ cho cách cứu, còn bạn này không thể cứu vãn được. Đấy. Bạn ý đi ra tập đoàn ký luôn đi để còn đi lấy vợ khác nữa. Đúng thế. Và thầy còn tiết lộ cho em biết là người chồng của em sau này còn hai vợ nữa cơ. Dạ. Còn em, thì, đúng, còn em thì chỉ còn một đời chồng nữa thôi. Nên em cũng đuổi không kịp chồng đâu. Thì đấy, bây giờ thì chồng thì đang muốn giữ cái thằng lớn. Nhưng mà giờ hai con thì bé lắm. Thằng lớn thì giờ mới có. Bây giờ em mà thực sự thương con thì em đừng tranh chấp con với ai hết. Vâng. Hai vợ chồng cứ thoải mái chia đôi con cái. Nhưng mà chúng nó vẫn được ở với nhau. Ngay ở nhà bố mẹ, sau ở nhà chồng mình. Sắp tới mình còn xuất ngoại cơ mà, mình còn lấy chồng tiếp cơ mà, mình tham con tham thế làm gì, cứ yêu thương chúng nó là được. Hai vợ chồng phải diễn như kia như không chia tay nhau ấy, chứ tranh chấp nhau làm cho chúng nó đau lòng hơn, đừng có tranh chấp nhỉ. Năm nay là con đi được không ạ? À? Năm con đi nước ngoài được không ấy? Năm nay con đi được không? Năm nay là 28, 24, 25, 26, 27, 28. Năm nay của con rơi vào cung tử tức, năm nay là cung tử tức có thiên mã, năm nay đi được này. Thấy có thể xuất ngoại được vào tháng 8 hơn một tháng 11 đó là đi được rồi. Tháng 8 11. Con cũng đang học tính định đi vào tháng 11 chứ thầy. Ừ, được, tháng 11 đi được. Và nhìn lá tháng số này. Rước nhé. Lá số này xuất ngoại được. Vừa nãy em chị ở cái chị tư vấn gọi là giải tiền duyên. Tiền duyên thì con mà giải tiền duyên thì là sau này con không lấy chồng nữa hay là giải tiền duyên được cho mấy bạn em chồng này. Anh chồng này là đứt rồi, thầy không tính nữa rồi. Con có giải cái gì để thầy nói được, kể cả thầy giải xong quả tú nó tìm duyên để mệnh con phải chia tay. Thầy nói từ lúc nãy rồi mà nha. Anh này là không cứu được. Mình giải sau cô thần ở mệnh ấy để cho bớt cái tính cô độc cô đơn của mình đi, để cho cái người chồng số 2 là sau tử vi kia kìa, người ta đừng bỏ mình nữa. Dạ. Ừ, để mình không cảm thấy bế tắc vào chuyện tình ái nữa ha. Rồi bạn còn nói là cung duyên di của con cũng có ngôi sao không tốt, rồi cung phúc đức có sao phục binh là hậu vận cũng không tốt nữa cơ. Nên là vâng, bảo là con đi mà con phải sửa cái cung gì thì con đi mới gặp may mắn. Đúng rồi, là còn bị sao triệt đọc thẳng mệnh nữa cơ. Triệt mệnh nó gọi là toàn bị che mắt. Nên hay gặp mắc sai lầm. Vâng. Cuộc đời chi bị triệt mệnh là hay mắc sai lầm. Giống như người che mắt. Nên là trợ lý của thầy viết đúng rồi đấy. Cần sửa cung mệnh này, cung thiên di này nha. Rồi sau này sửa cung phúc đức nữa. Nhưng mà khi nào được sửa cung phúc đức? Thầy thấy là từ 44 tuổi trở ra mình rất giàu. Từ 44 tuổi trở ra là giàu lắm. Là lúc vòng lộc tồn thiên phủ đấy. Là lúc có nhiều tiền. Và đây là một lá số của họ. Đây là một lá số này hậu vận nhiều tiền. Mỗi tội hậu vận không biên ả thôi. Con cái tốt. Sức khỏe của con sao không thầy? Sức khỏe không sao. Sức khỏe thì sau này hay bị đau xương khớp, đau lưng. Và cũng có sao giao kéo của trẻ năm 34 tuổi. 33-34 là 2 năm sức khỏe hơi kém.
xương khớp thì bây giờ đã bị rồi. 28 tuổi đã xương khớp rồi, chứng tỏ tử vi ghê thật. Về về song thân phụ mẫu con thì có đặt vấn đề gì không ạ? Có, phụ đức là 6 thì song thân, nhất là cha của thọ sẵn này không cao. Cha thì bây giờ đang bị đau chân đi. Việc đi cũng yếu lắm.